thực hiện các thí nghiệm sau. Người ta hỏi là số thí nghiệm có phản ứng xuất thực xảy ra, yêu cầu chúng ta là phản này là phản ô xuất thực. Mẫu chỗ nằm đây. Cái dấu hiệu để chúng ta biết phản ô xuất thực đó là biến từ một đơn chất về một hợp chất hoặc là số ô xóa thay đổi nha. Ở đây người ta cho chúng ta là 6 phương trình. Chúng ta khảo sát phương trình đầu tiên. Cho khí SO2 vào dung dịch cam MnO4. Trong dung dịch cam MnO4 có sự tham gia của nước nè. SO2 đây là số xóa của lưu huỳnh là dương 4. Khi tới dùng với thằng này thì mangan đây là dương 7. Cái đó SO2 chúng ta về SO4 2 trừ. SO4 với 2 trừ về kết hợp với kali, mangan và hydro. Khi đó tạo ra ba hợp phần có chứa SO4 là K2SO4, MnSO4 và H2SO4. Trong vở này mình thấy là gì? Từ dương 4 mà lên dương 6 tăng đó là ô xuất thực rồi, chắc chắn một được. Chúng ta đến 2. Sục khí SO2 vào H2S. Thì cái này nó hơi khó cho bạn hơn một tí. Để làm được điều này thầy sẽ ghi cho bạn như thế này. Mình nhớ lại cái thang số xóa của lưu huỳnh giúp thầy. Thằng này lưu huỳnh chúng ta có 3 số xóa, đó là -2, -4 và -6 trong hợp chất. Chúng ta biết là đối với một nguyên tố chúng ta đều có số xóa trung gian là 0, ở số lợi số xóa là 0 nằm trong đơn chất. Được chưa? SO2 nằm đây. H2S nằm đây. Được chưa bạn? Như vậy mình thấy là SO2 có thể tăng lên và SO2 có thể H2S tăng lên và SO2 giảm xuống. Và nó đều về ở đâu? Còn thương nhau thì về bung mơ thuộc, đúng không? Về trung tâm. Như vậy khi đó nó sẽ tạo ra sản phẩm là lưu huỳnh cái tủ hóa cộng cho H2O. Như vậy chắc chắn là ô xuất thử. Vì từ hợp chất về đơn chất. Đúng. Sục hỗn hợp khí NO2, O2 vào trong nước. Thì đây NO2 cộng O2 cộng H2O sẽ tạo thành HNO3. Được chưa bạn? Đây là nguyên cái khí NO2 và khí SO2 là hai khí chủ yếu gây ra mưa axit, nhớ chưa? Và đây là một cái điều mà chúng ta đã thấy được. Lũ chim lấp ló đầu bờ hãy nghe tiếng sấm phát cờ mà lên. Đó về hiện tượng mưa axit. Ý thứ tư cho MnO2 và HCl đặc nóng. Đây là các phản dùng để điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm, được chưa nào? Ở đây nó sẽ tạo thành MnCl2 cộng Cl2 cộng cho H2O. Từ được hợp chất về đơn chất được. Cho F23 và H4 đặc nóng. F23 chúng ta là số xóa cao nhất của sắt rồi. Thì đây là tình một đêm, không phải tình vợ chồng. Cứ nghĩa là đây là phần trao đổi ha. Chứ là trao đổi thôi. F22O3 bây giờ nó sẽ tạo thành F4 tất cả 3 cộng cho H2O. Như vậy thằng này sai. Được bạn. Cái phần số 6 cho SO2 tác dụng với HF. Cái này mình học lớp 10 rồi. Để tạo thành SiF4 cộng cho H2O. Kiến thức này nằm lớp 10 em nha. Câu hỏi này nó đúng là nằm lớp 10 nhiều. Đây là phần trao đổi. Và phần này dùng để khắc chữ khắc hình lên thủy tinh. Phần số 6 đấy. Rồi. Điểm nhanh thì thấy 4 chọn C.